Mình chỉ có một nước, tức là so với người ta chỉ bằng có một tiểu bang thôi. Quý vị bắt chước cái tầng nào ở liên bang mà bắt chước cũng không đúng nữa, mà quý vị cho rằng tư nhân quá. Ai mà có chủ trương đó, tức là một là không biết, hai là cố tình phá hoại cái nền giáo dục của mình. Và xin mời anh Quang nhận xét tại sao mình không nên bắt chước Mỹ nói chung. Thì chính sách của Mỹ là nó cứ 4 năm mà lần bầu tổng thống, thì chỉ có ông tổng thống đó lên có thể chính sách khác. Thì những cái cuốn sách giáo khoa từ trước giờ nó vẫn giống nhau. Bây giờ sau cái nhiệm kỳ đó thì có thể có chính sách nào khác, nó phụ thêm vào cái phần đó thôi. Tức là sách lịch sử nó có những sự kiện nó giống nhau hết, nó chỉ khác là cái thời gian kéo dài. Có thể ông Nixon hay ông mới này làm được cái gì khới thì nó thêm vào cái phần đó, thì nó sẽ bổ túc cái cuốn sách cũ thôi. Thành ra sách nó không có gì thay đổi khác cả. Nhưng mà ở bên Việt Nam tôi không biết tại sao này cứ mỗi năm có một sách giáo khoa mới mà đất nước đã ổn định. Tức là từ năm 75 đến nay là chính sách của nước nhà nước là đã ngưng được cái vấn đề đánh bại quân xâm lăng rồi. Bây giờ ổn định thì cái phần mà cho đến năm 45 nó phải giống nhau hết. Nên nó chỉ khác nhau cái từ năm 75 cho đến những năm kế tiếp. Nếu năm những cái năm kế tiếp có gì khác thì bây giờ mới lại bổ túc thêm. Thưa anh, cái vấn đề mà tư nhân hóa ở Việt Nam nó có cái nguy hiểm như thế nào đối với anh định nghĩa? Tôi phải công nhận là rất là nguy hiểm, bởi vì Việt Nam mình là nằm dưới thống trị của Liên minh Pháp và Vatican hơn 100 năm, với lại hơn 20 năm ở miền Nam Việt Nam là cái thế lực ngoại bang nó nắm quyền chính trị, nó kiểm soát chặt chẽ cái môn lịch sử. Do nó kiểm soát, thí dụ như ông Nguyễn Hiền Lê mà ông viết cái dịch cái bộ sách lịch sử thế giới của một người Pháp, chả có cái gì đáng quan trọng, chỉ có hai cái điều mà rồi nó cũng cấm. Tức là một cái điều là nó có nói đến một bộ sách, nó có nói đến cái thuyết tiến hóa của nhà khoa học Darwin, thì vì giáo hội La Mã cấm kỵ cái thuyết đó. Thứ hai á, là trong cái cuốn hai, trong cái năm cuốn sách của ông Nguyễn Hiền Lê biên soạn á, thì có cuốn hai có nói đến cái vấn đề các giáo hoàng thời Trung Cổ bê bối loạn luân dâm loạn á. Thì ông linh mục miền Trung đó, ông ấy đọc ông thấy vậy rồi ông ấy đề nghị với chính phủ Ngô Đình Diệm vào cuối năm 1955, tới cái bộ đó bộ sách cái vừa mới hoàn thành xong, thì chính phủ Ngô Đình Diệm ra lệnh là tịch thu và cấm lưu hành cái bộ sách đó. Rồi kể từ đó là cái thời kỳ mà tôi bắt đầu vào đại học sư phạm, thì không tìm ra một cuốn sách lịch sử thế giới nào bằng tiếng Việt cũng như bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Pháp ở ngay các cái sách tiệm sách mà người ta bán cả sách ngoại quốc, nhưng mà không có một cuốn sử nào như vậy. Thế mà khi mà tôi học ở đại học sư phạm vào năm thứ hai á, thì bà Bourriaud là bà ấy là cái người giáo sư dạy về lịch sử thời Trung Cổ ở bên Pháp, vì con nói nhiều đến cái chuyện bê bối của đó, thì tôi không nào có được mà tiếng Pháp, thì mới xin lỗi là giáo sư Pháp lại nói tiếng Pháp. Mà học sinh sinh viên Việt Nam quý vị biết rằng cho rằng học tiếng Pháp cũng chưa chắc đã ghi nổi, họ nói thao thao bất tuyệt. Do đó tôi phải tìm một cách là tôi liên lạc với lại cái tức trường. Anh đang nói cái chuyện gì hồi thời nào anh nói thời 55 đoạn rồi, không sau đó thì không có sách sử thế giới mà bà Bourriaud thì lại dạy sử thế giới. Tức là anh nói cái thời thời ông Diệm đó, mà trước đó thì lại không có nữa. Trước đó thì nó lại không có nữa. Thế thì tôi phải đi liên lạc và thân với lại một cô nữ sinh đang học ở trường Marie Curie. Cô đó là người bồ của bạn thân của tôi, và bây giờ thì cái cô bồ đó với người bạn thân tôi đã thành vợ thành chồng rồi. Thì cô đã học cái chương trình Tây nó có. Tôi mới lấy cái bản đó về, tôi mới dịch ra bằng tiếng ấy. Thành ra tôi là vua cha từ điển Đức Bác lúc bây giờ. Dịch ra xong rồi tôi phổ biến cho anh em ở trong lớp chúng tôi. Thành ra lớp chúng tôi được rất nhiều người làm bài được, và cái số lượng mà người đậu bình thứ ở trong cái lớp của tôi đông lắm, phải nói là bình thứ với bình với thứ là đông lắm. Thì là tôi phải nhờ vậy mà tôi biết được, chứ cũng giới hạn thôi, vì cô đó chỉ học lớp đệ tam lớp đệ nhị thôi, chứ đâu có nhiều, nhưng mà ít ra cũng biết được. Đó là tình trạng cấm. Thế thì khi cấm như vậy thì toàn bộ cái những người tốt nghiệp lớn lên và tốt nghiệp ở
thời Pháp thuộc từ 85 đến 45 cũng như là cái thời từ 45 đến năm 75 là không hề biết tí gì về lịch sử thế giới. Mà đã không biết lịch sử thế giới tức là không biết những cái bê bối hay là lịch sử giáo hội La Mã. Mà cũng không biết luôn cả những cái việc mà giáo hội La Mã đã trực tiếp can thiệp vào nội tình Việt Nam từ giữa thế kỷ thứ 17 cho đến ngày nay. Thành ra tôi nói thật là các ông bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, nhà văn, nhà báo mà tốt nghiệp cái thời kỳ đó, học tiếp nhận cái sự học tiểu trung và đại học ở Việt Nam trong cái thời mà từ 85 cho đến 1885 cho đến năm 1975 không biết gì về lịch sử Việt Nam. Bởi vì nó bị kiểm soát chặt chẽ như vậy rồi. Mà họ bây giờ còn mà học thi họ đa số là bằng B, bằng A nên thì họ lo toán nhiều hơn. Thành ra họ giỏi, lúc mà họ có bằng chứng tài toán rồi và học y khoa, học quốc gia hành chánh, học luật, học đủ các thứ. Nhưng mà cái đầu óc họ rỗng tuếch về vấn đề lịch sử. Mà đã rỗng tuếch về vấn đề lịch sử thì cũng rỗng tuếch về những cái phương pháp chính trị của người ta nữa. Thành ra các ông ấy viết những cái bài mà nếu là cái các ông ấy là cái tệ này, ý mình có cái bằng đại học với lại cái chức nghiệp nghề như là bác sĩ, kỹ sư, luật sư, lại văn sĩ gì đó thì cứ viết chữ bừa bãi, viết theo cái ý của họ, nhưng mà không phải là ý của họ mà là ý của bộ máy tuyên truyền của giáo hội La Mã hay là bộ máy tuyên truyền của các chính quyền miền Nam Sài Gòn. Họ viết bậy ấy và họ không biết đúng hay sao. Họ cho thế là đúng. Nhưng mà khi mà họ viết hơn 20 bài mà tôi đã phản biện thì tôi nêu lên những cái điều họ sai thì họ thủ khẩu như mình, có nghĩa là câm như hến, không trả lời được tôi. Cái bài viết đó tôi có phổ biến gọi là những bài viết phản biện không thể phản biện được. Tôi phản biện đó thì trong đó có những tiến sĩ luật sư như ông Lưu Nguyên Đạt, ông Mai gì đó, rồi ông Phạm Cao Dương, ông Hoàng Ngọc Thành, ông Trần Gia Phụng, ông nhà Nguyễn Ngọc Ngạn, ông Chu Tất Tiến, ông Tư Tôn Tất Thiện, nhiều lắm, tất cả tiến sĩ cả, nhưng mà không có ai trả lời được tôi, là vì họ không có cái background về lịch sử. Mà là thí dụ như là ông Lưu Nguyên Đạt, ông nói rằng Việt Minh cướp chính quyền từ trong tay người Nhật và người Pháp bằng bạo lực, như vậy là không có dân chủ. Thế ông ấy nói đúng. Tôi mới đặt câu hỏi là thưa ông, một cái liên minh đế quốc xâm lược mà nó đánh đuổi mình, nó có đủ các bộ phận về quân sự, chính trị, đủ các thứ, quân đội của nó hùng mạnh, nếu mình không dùng bạo lực để mà nổi lên chống nó, như là đất nước ta cả 100 năm chống lại nó chứ không phải là mình Việt Minh chống. Đấy, từ ông Trương Công Định, ông Nguyễn ông gì ở Thạch Giá đó, rồi ông Nghiêm Xuân Thiện, ông Lê rồi tất cả các như cụ Phan Đình Phùng, tất cả các lực lượng đó đều thất bại. Ông Hoàng Hòa Thám, ông Đinh Công Tráng là đều thất bại, là vì các cụ ngày xưa không có học kinh nghiệm trong cái vấn đề đánh du kích, lấy nông thôn bao vây thành thị và động viên toàn quốc cùng gia nhập vào cái tổ chức của mình để mà nổi dậy cùng một lúc, thì quân thì cái liên minh giặc nó không thể dàn quân ra, nó diệt được hết. Cho em nói cái vụ mà ông Lưu Nguyên Đạt, tiến sĩ luật sư vậy đó, Lưu Nguyên Đạt rồi ông ấy có cả một cái website gì tôi quên lâu quá tôi quên rồi, mở cái website đó thì mời toàn là những bác sĩ, những là chức danh lớn lắm. Nhưng mà khi mà ông xã tôi phản biện đó, tôi có gửi cái bài phản biện ông xã tôi đến thẳng cái địa chỉ email của ông Lưu Nguyên Đạt hai lần, không thấy trả lời gì. Chơi tôi mới nêu lên như vậy rồi, đồng thời tôi mới đặt ra vấn đề và thì ông có biết rằng 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mỹ, người ta nổi lên người ta cũng dùng bạo lực đánh đuổi cái đế quốc xâm lăng Anh, thì đó cũng là bạo lực đó. Bây giờ nó thành một cái nước Mỹ hùng cường nhất trên thế giới. Đó là chuyện ông Ngô Linh Đạt. Bây giờ tôi lại nói lên ông Phạm Công Dương. Ông này mới là khôi hài, ông là xưng là tiến sĩ sử, tôi không biết ông có tiến sĩ ở đâu thì điều đó không biết, nhưng mà tôi biết ông có dạy đại học sư phạm. Ông ấy nói rằng vào tháng 8 năm 1945 á, thì miền Nam á, là còn thuộc Pháp anh chị. Nếu mà dùng bạo lực mà đánh đuổi Pháp á, tức là bất hợp pháp. Ê, tôi cứ lại mà một cái dân thuộc địa mà bị nó đế quốc đó nó xâm lược nó cai trị thì phải dùng bạo lực đánh nó thôi, chứ không có gì mà ấy mà ông lại nói sai. Rồi ông ấy là còn biết sai ở chỗ ông ấy lôi ông
đại tướng Võ Nguyên Giáp ra, ông ấy nói về đời tư, rồi ông đặt vấn đề bằng cấp của ông Võ Nguyên Giáp, rồi ông đặt cả vấn đề là ông Võ Nguyên Giáp sống nhờ bên gia đình vợ. Tôi thấy là một tư cách của một chủ gia mà lại đi viết môi soi mói về cái đời tư của một vị đại tướng anh hùng dân tộc của đất nước Việt Nam như vậy, mà nó vi phạm cái điều khoản của người viết sử chân chính là không được moi móc đời tư cá nhân, mà ông Phạm Công Dương lại làm cái chuyện đó. Thưa anh, bây giờ mình đi qua quá xa cái đề tài, nhưng mà nhân dịp anh nói về cái bề ngoài đó thì em nói là những người mà cứ đem ra những cái vấn đề đời tư, ví dụ như ông đó ăn mặc rất là tươm tất, hoặc là ông đó ở nhà rất là xề xòa, ông đó rất là khiêm nhượng, ông đó ăn uống rất là thanh bạch, ông đó rất là liêm khiết, ông đó rất là nói chuyện rất là lễ phép, ông đó rất là sang trọng, hay là tất cả những cái chuyện gì mà họ đánh bóng theo kiểu đó, đó là quý vị biết là cái phần mà đóng góp chung cho lợi ích chung đó là không có. Cho nên là khi mà quý vị nghe một người, những người nào mà ca tụng một người nào mà đánh bóng gì những cái vấn đề mà không có liên quan gì tới cái được quyền lợi của quốc gia dân tộc, thì quý vị nắm chắc cái phần là thắng là những người đó là những người đã hại cho quốc gia về chỗ nào đó. Họ giấu cái phần hại đi, họ đi ca tụng những cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Thí dụ như ông Ngô Đình Diệm không thể nào mà so được với Bác Hồ, thì cụ Hồ Chí Minh thì họ chỉ nói là ông Diệm mặc áo dài, họ nói chỉ đem ra cái được cái hình ông mặc áo dài, cái bề ngoài, thế là nó nói ông là có tinh thần dân tộc này kia nọ. Thành ra quý vị hãy coi chừng những cái người mà ca tụng một số người nhân vật nào đó mà dựa vào những cái vấn đề chả có dính líu gì tới cái quyền lợi dân tộc. Rất là người là kính thưa quý vị, nãy giờ thì chúng tôi cũng đã chia sẻ cũng tạm đủ, và đây là cái phần tóm tắt lại những gì chúng tôi đã nói qua. Thứ nhất là xin anh nói sơ một về cái sự chọn lựa sách giáo khoa nó ở cái từng cấp nào. Dạ thưa đúng, tôi cũng xin nói rõ là tôi đã dạy học ở đây tới 23 năm và dạy nhiều trường, thì các sách giáo khoa là do thượng cấp tức là tiểu bang nó chọn. Rồi cái nhà học chánh là tức một tiểu bang có rất nhiều nhà học chánh. Thì nhà học chánh nó đã lãnh hẳn hay là nó được chi tiền để mua tất cả các sách giáo khoa mà đã bên trên cấp trên lên chỉ định. Rồi nó về phân phối về các trường, thì tôi đi dạy thì giáo viên không có quyền gì để chọn sách, mà có sẵn sách ở trong thư viện lãnh ra tùy theo cái số lượng học sinh ở trong lớp mình ghi danh, thì mình chiếu theo cái đó mình xuống thư viện mình lãnh về phân phát học sinh thôi. Và bắt buộc học sinh phải trả lại sau khi mà cái ngày chót của cái khóa học, tức là học sinh chỉ mượn sách sách đem về đọc đem về học nha, đọc thằng cả giữ cả cái khóa học đó. Rồi cuối khóa thì cái ngày thi chót đó là sau đó thì học sinh phải hoàn trả lại cho thầy giáo. Tôi nghĩ rằng những cái người mà đi khảo sát ở bên Mỹ này mà để mà về cải tổ giáo dục ở Việt Nam đó, thì tôi nghĩ rằng có lẽ là họ quan sát ở cái lĩnh vực liên bang. Tức là tôi được biết đó, để tôi sẽ có một phỏng vấn riêng một người khác cũng có nghiên cứu về cái tiểu bang nó chọn lựa sách. Các nhà sản xuất nó liên hệ với các tiểu bang để mà nó vận động nó bán sách như thế nào, thì chúng tôi sẽ có một cái mục phỏng vấn riêng. Do đó là Việt Nam mình lại đem cái chuyện ở tiểu bang mà đem lại đi xuống cho mỗi trường, cho giáo viên chọn lựa ở mỗi trường thì hoặc là ở mỗi địa phương, thì là một cái vấn đề bắt chước sai hẳn nguyên tắc. Về cái phần lý do cảm tính thì hỏi anh cho một cái câu tại sao mình không nên bắt chước tư nhân hóa như vậy, một câu tóm tắt. Ở bên Mỹ này á, thì tôi xin nói về vấn đề này. Ở bên Mỹ này đó, thực ra nó chưa có hề bị cái thế lực xâm lăng nào cả, mà cũng không có loại mỹ gian để viết sử thiên thèo mẹo dậu để chống lại cái thế lực thắng kiến và tô vẽ cho cái thế lực xâm lăng và tô vẽ cho cái thế lực do các thế lực xâm lăng dựng nên làm tay sai cho nó. Thì
ở Việt Nam mình nó có cái nạn đó là suốt một từ năm 1862 khi mà người Pháp đã với lại Vatican đã được chính quyền triều đình Huế nhường cho ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho đến năm 1945 và năm 4 đó thì cái việc viết sử ở dạy những người Việt Nam đó thì nó nằm ở trong cái liên minh xâm lược Pháp nó khống chế. Nó chỉ viết những cái điều gì mà có lợi cho nó và những cái sự thật về kháng chiến nó cũng xuyên tạc, không có đúng. Theo tôi nghĩ thì sách giáo khoa là phải do những cái người mà có khả năng thực học, có kinh nghiệm nhiều và do Bộ Giáo dục đứng ra lập cái ủy ban chọn những cái thành phần đó viết sách sử rồi chỉ định, giống như là ở bên Mỹ này là người ta in cái bộ sách đó rồi người ta phát về cho các trường để cho các trường theo đó mà dạy, chứ còn cứ để cho người ta tự do thì bây giờ cái thành phần nó đang vận động lật sử để bây giờ nó viết những cái sử đó ra rồi nó đi vận động này nọ, nó bỏ tiền ra nó mua chuộc, cuối cùng thì người ta cũng tham tiền, cho nên mới có cái chuyện cái bộ lịch sử 15 tập đó là viết không có đúng sự thật. Đúng sự thật lịch sử tôi đã nêu lên mà rồi cuối cùng họ cũng lờ đi. Dạ, tới đây thì chúng tôi xin tạm biệt quý vị khán thính giả và thống nhất một câu là chúng ta không nên tư nhân hóa sách giáo khoa, bởi vì cái nước ta qua nhiều cái giai đoạn chiến tranh và có bị ngoại xâm, do đó là cái ảnh hưởng của ngoại xâm vào trong những cái thành phần trong người Việt rất là nhiều, rất là lớn, và đó là cái vấn đề mà chúng ta là một quốc gia thống nhất, một cái nước thống nhất thì chúng ta không thể có một cái địa phương thì gọi cái ông này là tội đồ mà địa phương khác thì gọi là anh hùng, không thể được. Do đó là cái sự chuyện thống nhất đất nước, thống nhất lịch sử là cần phải được quyết định bởi cấp cao nhất của chính quyền Việt Nam. Xin hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Tôi cũng xin kính chào quý vị, hẹn quý vị trong kỳ tới.